Đâu? Cứ ngồi đây tí khác rồi đấy, có thuốc, nhà cần gì không? Ở dưới à? Hả? À? Đây là bên à? Bên nào? Bên trên à, đấy nhà của bà quỳ gối vào cái gì đó thôi. Đấy, vô đây. Ôi. À, ui. Đâu thấy rắn đeo đâu? Ở đấy mà. Dưới đấy, làm ở đấy. Đâu? Quỳ gối vào thì dính ăn. Ba đây không? Quỳ gối vào cái ôi, gì ôi. Hổ mạng thôi. Hổ mạng, hổ mạng. Ai chứ cái nào hổ mạng nữa đấy. Trời, không dặn vào lẽ đây. Trời, tập nào đây này. Ê, con gì nó chả nớp. Ôi nó. Bạn ơi. Mẹ. Mày đớp một người rồi, muốn đớp người nữa à? Trời. Hả? Nó, con chạy á. Nó đỏ đây không? Ôi trời. Rút đầu vào đây. Quỳ gối vào cái gì luôn. Mẹ là chết keo. Đúng ra quên bảo. Trẻ mệt với mẹ đây. Để xa quá. Trời ơi. Đây này, ma đây này. Ôi chặt tiếc mấy con rắn nữa, đi về đây. Ui, ma này to lắm. Để đào phát đây hả? Để đào bắt nốt. Trong con nào bắt nốt. Mai ông để vào rừng để nó cắn cho phát này thế này. Đi về tôi lấy thuốc chữa nhá. Trong gì? Hàng mấy tiếng mà vẫn chữa được. Chịu đau tí. Bây về chữa nó vẫn đau mà. À, bình được rồi. Bình được rồi. Đây có mã tới đấy. Chặt cho cái cây để chống tôi đi về đấy. Rắn này đây hay ở trong mà mùa này trong mà nhiều lắm. Chỗ nào có rắn à? Chắc chắn là hả. Ui, mệt quá. Ai mà này to quá. Để một tí á. Để nặt cái gốc cây này. Ui, nặt quá. Coi không mà lưu quay mày. Để không ai. Bỏ đi. Đấy, sút rồi. Đây, cái mã nó đây này. Đào đúng mã nó. Đây. Đấy. Phải không? Mã tội lắm. Ô, ô cái gì mềm mềm ơi. Mềm đây rồi, mềm đây rồi. Mềm đây rồi. Đây này. Đây, rắn đây rồi. Dạ, ông đúng đi. Tí bẻ phía. Này.
đây đâu đấy, cái bã mạ này là có hơn. Ui giời, mạ cháu nhau về phát. Đây này, thấy chưa? Này, thấy chưa? Này, thấy chưa? Mạ, ui đừng có cẩn thận đấy chứ. Ông cứ đừng có đấy, để tôi bắt cho. Đấy, mạ ơi, con này to không? Ơi, mạ, chặn đầu. Chặn này khó quá. Ôi, con này còn khác quá. Ôi, nó ra đây rồi. À, con ngách đây rồi. Ô, đừng cho xuống đây tôi. Kìa, có con kia ra kia kìa. Ông đứng dậy được không? Đứng được. Hồ tôi phát. Cái túi đâu? Mở biển hồ tôi phát. Mình đã mở rồi. Hả? Ui trời. À, mở. Mở nhanh nhanh, đúc nhanh vào. Về. Ui dài quá. Ui trời. Chịu khó là đau lắm. Ông cứ lại để xem con nào không? Ở đâu? Ui xả con ngách đây quả. Đây mà đeo biết. Ngách đây. À quả đây này. Ui còn. Còn nữa. Ui quả nữa, còn một con đây. Đây này. Đây, một cái đầu bên đây. Khả năng còn mấy con này nhìn. Thế mà cái mà này rộng này. À nó ra rồi. Kìa bên đây này. Nó ra đây rồi. Đấy. Túm luôn vắt. Ôi trời. Mà để cắn à? Cho mày đớp vắt vào đây kiểu gì? Rẻ chuyên nghiệp mình. Nào. Cho nó ra. Đau quá không? Đau. Bộ túi nào, bộ túi nào. Ông thử xem có cái nào buộc đi vào đã xong mình. Để tí cối ra này mệt lắm. Gọi không? Ủa. Nhìn cái hàng nó này. Tính cả rúi đào rất ác quá nhỉ. Vào đây ăn thịt rúi. Để phá cái hàng này ra. Ôi giời. Chắc nó cũng tùng mạ rồi. Nó ra ngách đây rồi. Thôi buộc vào đi về đi. Đau quá. Rúi nó đào này. Kinh thật. Thôi chở ấy đi về đau quá. Ừ. Chẳng gì thôi. Về tôi khắc lấy thuốc, đầy thuốc ở nhà ấy, nó gì mà. Xem còn nắng. Ui xa, hết mạ rồi. Hết đây. Hết rồi. Thôi nào bây giờ buộc ra. Nhà độ cái mũ đằng kia lên nhé. Bây giờ ra hơi xa đấy. Đi sâu biết không? Được cái mũ kìa. Đi đi về. Bố ba tôi. Cái cây hết đây. Trúng rồi không? Cái kia kia. Ôi. Nào bố. Chú chọc bố nữa. Đi đâu? Đâu đi để đâu để ý rồi.